Đối với luật ngân sách nhà nước, dự thảo luật đề xuất cho phép các tỉnh, địa phương được dùng ngân sách của tỉnh mình để đầu tư dự án thuộc ngân sách trung ương, dự án có liên thông với tỉnh khác. Điều này sẽ tháo gỡ được điểm nghẽn về bố trí vốn đầu tư công. Các dự án giao thông sẽ không còn phải nằm mỏi mòn, chờ vốn như trước kia. Trước đây chúng ta chỉ dồn về bộ và có thể cái quá trình phân bổ nó cũng cần mất thời gian, nó rất là lâu. Cho nên cái việc mà trao quyền cho các chính quyền cấp tỉnh, thành phố, theo tôi đây là bước tiến. Nhu cầu của địa phương rất là cấp bách, cho nên chính sự năng động, sáng tạo, sự nỗ lực của địa phương chắc chắn là sẽ hiệu quả hơn trông chờ vào cấp bộ, cấp trung ương như hiện tại. Liên quan đến luật quản lý sử dụng tài sản công, dự thảo luật đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả trong quản lý. Việc một luật sửa bảy luật một lúc cũng đảm bảo việc áp dụng đồng bộ, thống nhất giữa các luật, tránh tình trạng sửa xong luật này thì lại vướng luật kia. Sửa luôn một thể, cùng một điều này, cùng một nội dung này, nhưng đã lường trước được đó liên quan đến 3, 4, 5, 6, 7 luật, thì sửa luôn một lần một thể, không đến lúc mà sau sửa xong được luật đầu tư công thì lại thấy nó vướng luật ngân sách, lại tiếp tục đến sửa luật ngân sách, xong luật ngân sách xong lại thấy vướng luật xây dựng, lại sửa luật xây dựng. Nên tôi nghĩ là cái cách làm này là nó sẽ tổng thể hơn, thì dưới địa phương sẽ triển khai, lúc đó chỉ có việc là triển khai. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã khẩn trương rà soát, đánh giá 7 luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, mà còn phát sinh một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, lựa chọn một số vấn đề lớn, mang tính cấp bách để đề xuất sửa đổi vào trong một dự án luật, với kỳ vọng nhanh chóng tháo gỡ được các điểm nghẽn của nền kinh tế. Tháo gỡ được những cái vướng mắc, những cái điểm nghẽn trong thể chế, tức là chúng ta giải quyết được điểm nghẽn của điểm nghẽn. Một cái luật mà sửa 7 luật trong lĩnh vực tài chính, tập trung vào những cái vấn đề mà thực tế đòi hỏi, yêu cầu. Để trên cơ sở đó thì nếu được mà Quốc hội phê duyệt kỳ này thì chúng tôi tin tưởng rằng là nó sẽ giải phóng được rất nhiều cái nguồn lực và tạo ra được nhiều cái điều kiện thuận lợi để đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội trong cái thời gian tới. Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, việc xây dựng dự thảo một luật sửa bảy luật cũng tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo của Chính phủ là đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, xóa bỏ cơ chế xin cho, đáp ứng mong muốn của người dân và doanh nghiệp về giảm thủ tục hành chính, chống phiền hà, sách nhiễu.